Chào các bạn đã biết kênh Nguyễn Vlog, người Long An, cuộc sống người Long An. Đây thì bữa cái này cũng ngon nữa nè các bạn. Đây thịt bò xào đậu rồng. Cái này thì mình ăn khóm, ta xét nữa. Đậu rồng chấm nước mắm nè các bạn. Nước tương. Nước tương chứ lộn. Ăn nó nước mắm khúc sầu luôn á. Nước tương. Con lu lu. Trời, nó ngồi nó ngó kìa, nó chờ ăn kìa. Ghét không? Rồi mời các bạn ăn cơm cùng hai chồng nhé các bạn. Ăn cơm thôi, chúc cho Lu ăn sao. Này có này có gì quên nè. Mặc nét mưa. Ừ. Cái này cao gì nữa thì không? Các bạn quên đó. Thằng Tàu. Thằng Tàu ngồi rí luôn. Bò Tàu rồng á. Không gì hết. Cái cục nhỏ này. Bập nó mất tiêu. Nào kêu. Giờ thấy uống ngon quá, cái giờ uống cho cái giờ no luôn à. Không ăn cơm. Đúng rồi, cũng không có cơm được. Ừ. Ăn rộng cũng ngon. Nó ngon. À ha. Tóc hành luôn hết rồi. Thank you.
Nãy bộ trong tiền điện nữa hả? Dạ. Người nhiêu? 31 ngày hả? Hổng cho phía mày 215 ngàn phải không? Dạ. Như là 246 ngàn. Dạ. Để từ từ cho kiếm tiền, cho đưa lại cho tao hết tiền rồi. Nãy cho sốt, cho anh Quang Yến, cho mượn 100 ngàn cho đi. Mười miếng này ăn vài miếng bự ra, vài miếng nhỏ cho ăn nhiều lắm rồi. Chắc thắng ngoài ơi, định có cái tựa cùi muối à, chào chắc tương ăn gì được, ăn lo xét ha. Mà nó dở nó quậy ghê, giờ nó ngồi chài ăn thấy mặt thì khô rồi. Xin chào nhé, gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của người lóc, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhé, chào các bạn.